Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một số cái sản phẩm, đấy là cái khớp nối các đăng. Hiện tại thì bên em đang có các loại khớp nối từ 30, cái lỗ từ 30, tức là cái trục 30 này, 25 này, 20 này, 18 này, 16 này, 14, 12, 8 và 6. Khớp đơn, còn khớp kép như này thì đang có loại khớp kép như này, có loại lỗ 12 và lỗ 10. Đấy, thì có hai loại khớp kép đấy. Đây, thì những cái khớp như này thì nó đều có những con lỗ để nối chốt này. Đây, lỗ này là lỗ 25 này. Nó có loại lỗ 25, 20, 30, 18, 16, 14, 12, 10, 8 và 6. 6 cũng có, nhưng 6 thì còn ít thôi. Đây là các cái khớp nối là chuyển động này. Các bạn vào làm vào cái mục đích gì thì theo cái trục của nó để các bạn làm nhé. Các cái khớp nối này, đây là khớp kép này, hai khớp liền nhau này. Các cái kích thước của sản phẩm này thì các bạn xem ở link dưới video nhé. Chủ yếu là các bạn quan tâm đến lỗ trục thôi, còn cái phần vỏ ngoài này thì xem thêm chi tiết về các kích thước này thì có cái đường link chi tiết ở dưới video đấy, thì các bạn vào xem nhé. Các bạn lưu ý là bên mình có những cái loại lỗ từ 6 này, 8 này, 10 này, 12 này, 14 này, 16 này, 18, 20, 25 và 30. Tất cả các cái này là đều có lỗ chốt, có đầu ren ở đây này. Trên này là đã có ren rồi, các bạn chỉ vặn lại và chốt để chống trôi, chống trượt trên cái đầu ấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo từ những cái video mới đăng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Đây là loại 30 này, 25 này, 20 này, 18 này, 16 này, 14 này, 12 này, 10 này, 6 này, 8 này. Đấy, rất là đủ các loại luôn.